Và đi kèm với túi xách này thì có một cái dây để chúng ta đeo. Bình thường thì khi mà chúng ta đi di chuyển, đi công tác, đi công việc, đi du lịch, đi chơi thì chúng ta sẽ cầm như thế này. Dây đeo này thì Kỳ Lân chọn là hai mặt đều là da cá alligator luôn. Và đây là phụ kiện cao cấp nhập khẩu. Chúng ta móc vào đây. Chỗ này mình có thể xoay được. Nên là khi mà mình ráp vào, mình lắp vào á, thì mình không cần để ý là mặt nào là mặt chính, mặt nào phụ cả. Mình cứ đưa vào thôi. Dây này thì Kỳ Lân làm như dây thắt lưng, có lỗ, đục lỗ sẵn luôn. Xỏ ra. Rồi mình di chuyển, kéo lên bớt. Y chang như là dây thắt lưng mà chúng ta dùng vậy. Kéo lên. Đó, Kỳ Lân chắc cao. Cao nên Kỳ Lân cho xuống gần cuối luôn. Rồi. Sau đó Kỳ Lân xỏ vào đây. Ở đây còn có một cái đầu để giữ lại để không bị vinh ra ngoài, không bị dính lên khi chúng ta sử dụng. Ngay lập tức cái túi sẽ thấp xuống một xíu. Đúng ý chúng ta.